Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 4 tháng 2, đã diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 1 V-League 2023. Trên sân nhà của mình thì Hoàng Gia Lai tiếp đón Hà Tĩnh nhưng mà đã không có được kết quả tốt khi mà để đội bóng huấn Nguyễn Thành Công à, cầm hòa với cái tỷ số không đều. Trong khi đó ở trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng, có lợi thế sân nhà nhà được kim mà quân nhưng mà đã gặp rất nhiều khăn trước bình dương một đội bóng được đầu tư rất là mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng vừa qua bình dương có hai bàn thắng dẫn trước do cú đúp của ri mario và sau đó thì họ vẫn tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công và bước ngoặt của trận đấu đến là thời gian cuối trận khi mà hải phòng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn một hai trên chấm phạt đền sau đó thì ở khoảng thời gian bù giờ thì hải phòng tận dụng cái sai lầm của hàng họ vệ của Bình Dương để có cái bàn thắng cơ hòa 2-2 để mà có được một điểm trong trận ra quân. À, theo lịch thi đấu của V League 2023 thì trong ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu còn lại, trận đấu cuối cùng đó là cuộc so tài giữa Viettel với Hà Nội FC trên sân vận động hàng đẫy vào lúc 19 h 15. À, ở trận đấu này thì Viettel được tính là đội chủ nhà. Tuy nhiên khi thi đấu trên sân hàng đẫy thì Viettel hay Hà Nội FC Đều là đội chủ nhà mà thôi bởi vì họ đã chọn sân này làm sân của mình. ở trận đấu này thì Hà Nội FC được đánh giá nhỉnh hơn một chút và họ vừa nóng máy sau cái trận đấu tranh siêu cúp với Hải Phòng và chiến thắng rất là thuyết phục trước Hải Phòng. Cho nên nếu như mà chơi đúng khả năng của mình thì Hà Nội hoàn toàn có thể giành chiến thắng như những trận đấu mà họ đã đánh bại Viettel gần đây. Cập nhật bảng xếp hạng của V League 2022 tính đến sáng ngày mùng 5 tháng 2 như sau. Có Hà Nội dẫn đầu với 3 điểm, xếp thứ 2 là Thanh Hóa 3 điểm, đứng thứ 3 là Nam Định 3 điểm, đứng thứ 4 là Bình Dương 1 điểm, xếp thứ 5 là Hải Phòng 1 điểm, đứng thứ 6 là Đà Nẵng 1 điểm, đứng thứ 7 là Sông Lam Nghệ An 1 điểm, xếp thứ 8 là Hà Tĩnh 1 điểm, đứng thứ 9 là Hoàng Gia Lai 1 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Hà Nội, Việt Theo, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định. Trong số này thì nhiều người đã biết Hà Nội và Việt Theo thì hôm nay mới thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu giữa Việt Theo với Hà Nội diễn ra trong ngày hôm nay? Mọi người lưu ý rằng trận đấu này sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và truyền hình FPT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.